Xin chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bạn đi gian nhịn gì á? Nhịn mít. Bẻ mít cái gì? Có mít chín. Hai trái luôn. Bẻ trái em kia trước đi. Trái nhỏ trước đi. Sáng nay mấy chú cháu phát hiện mít chín cả nhà, mà chín được hai trái luôn. Chín một trái này nè. Trái nhỏ nè, với lại một trái bự dưới kia. Cái này đây, một cái phía bên đó trái, hai trái. Ủa bữa đó chú mới quả trái mít này nè à. Cái này chín rồi, bữa hai trái luôn mà Giang. Lụng trái rồi. Lụng trái ăn được không? Trái ăn. Mùi quá gì đúng không? Thì sẵn tiện hôm nay là gia đình mình có khách cả nhà, có anh chị ở Bà Rịa Vũng Tàu ghé thăm tim. Mình cắt cái mít xuống luôn. Anh chị. Trời ơi. Nặng chứ đâu nhẹ đâu Giang. Bởi vì mạo hiểm quá. Biến trần. Đang đâm vô đây nè. Chín dữ không Út? Dạ, dạ. Nhưng mà cái muối trong thấy hình như nó vàng rồi nè. Ngày mai ăn mới được. Rửa liền đi. Xin. Ngày mai ăn mới được. Mít đó chứ hỏng mà. Thơm không? Thử thôi. Thử thơm không? Rồi, nước thúi. Thử cái thúi quát luôn. Đi, mình còn trái này nữa nha. Mít đó ngon á. Mít này ngon mà, mít này mít Thái mà. Mình trồng ở đây, trồng mít này, cây này mít nó mít hột chứ không phải cây chiết. Không, ruột đỏ, đỏ chạch này kìa. Vàng chứ không phải đỏ. Vàng. Chín à. Dạ, chưa thơm. Chưa thơm, phơi nắng ngày nay thì mưa anh. Anh chị ở tới 2 ngày lận mà. Rồi cắt cái này đi, Út bảo phụ đi, cái tay nhán đau kìa. Bảo nổi luôn trời, trái mít con chút xíu bảo nổi trời. Ôi cái tay kìa. Điều lắm yếu rồi. Bở. Thơm chưa Giang? Mày nghe thơm hay gì Giang? Mềm à. Rồi cái trái mít kia. Thơm. Kì vậy? À, biết đâu, mít đâu. Cái này người ta nói để mấy ngày ăn nó mới ngon, đừng có cắt liền. Đừng có xẻ liền. Mít hiệu con cá nè. Mít hiệu con cá. Rồi cắt đi. Đó. Còn trái này nè, trái này. Rồi dứt luôn. Đâu nữa? Ô, cái mít này nó rồi. Rồi. Ô, quá lứa luôn rồi. Rồi rơi rơi xuống đi. Còn ăn được ăn mít nào ăn? Còn ăn được cái đít. Sao mà để gì mà giữ thằng vậy, bữa giờ không ai phát hiện hả? Không. Trời, cái mít này bữa trái dữ lắm mà ăn được cái nào chứ. Sao cầm mà. Úc ơi, không chảo phê. Từ từ, cái khúc này còn ăn được khúc nè. Để mít tới cỡ đó luôn á, mấy chú cháu lo đi bắt chuột không. Chú quanh kia đi tính lúc phải đây nắng. Đây nè, đây được không? Đây đi. Để luôn cái vậy. Ăn được không? Còn lấy này kê lên. Lấy cái tấm này kê lên. Bỏ xuống. Trải ra. Còn được không? Còn được vách đây nữa nè. Ừ. Ủa sao nứt ra chứ? Chín là gì vậy? Ô, thôi chín luôn ơi. Con ăn được, con ăn được. Chín rồi. Bị con quên. Nè, bị cái này con ăn được nè. Thử. Ăn được con nửa trái. Mít này giống mít lá bàn chứ trời. Mít gì muối không ta, không thấy sơ ta. Muối không à. Ngọt. Tơi tái tầm hầm. Mít này là chỉ tưới nước thôi, ngoài ra không có can thiệp gì, phân thuốc gì. Không tưới luôn nữa. Mấy bữa nay mưa không tưới. Sống nhà trời mưa. Biết cái mít này công dụng nó để làm gì không? Che nắng. Không. Chặn cây đu đủ mà nó cũ gãy trước. À đúng rồi, cái thân của nó chặn cây đu đủ. Nó hết mà cái trắng nó rỡ rồi. Ừ. Cái mít ba chú cháu lột ra được nhiều muối rồi cả nhà. Rồi đủ ăn rồi. Còn hai trái kia là chưa ăn được, con trái này ăn được liền. Ôi, mít nó vàng. Ăn ngọt ngay rồi cả nhà. Muối nó thì không bự nha, muối vừa vừa thôi. Muối không bự vừa vừa nhưng mà nó ngọt lắm.
rồi, cái này cá được hưởng rồi. Còn cái phần này thì cho cá, trên đây còn miếng nè. Cá phải lắm à. Còn hai trái mít này phải để chắc ngày hai ngày nữa mới thưởng thức được cái nha. Phơi nắng nó nhanh chín. Chiều rồi cả nhà, anh Thắng với chị Loan tới rồi. Chào anh chị. Chào, hello. Chào cả nhà. Chào lần thứ 6. Tưởng chạy thuyền qua đón chứ. Trời ơi, ghế quên thuyền, nhiều muốn thuyền, ngày mai mình đi thuyền. Chị lên đây chị. Rồi mình rước anh chị về bển cả nhà. Đây, mình đậu xe đối diện nhà mình luôn nè. Treo này lên nè. Dạ. Mẹ né ra chứ, mẹ đứng đâu mẹ hứng chứ vừa hả? Chặt mẹ hết buồn đi. Cái đó già chưa ba? Vừa ăn luôn, vừa ăn. Vừa ăn rồi. Vừa ăn cho xả nguyên quại xuống luôn. Rồi con miếng kiến dưới vớt bể nát nó ghê lắm à. Ghê quá. Con tay không mặn cũng được. Cái cây sứa của đó nó bán dừa cho người ta, nó sứa sứa vậy, nó không có đem gì ở đâu. Trời ơi. Để đâu cắn là nguyên buồn chứ. Để phải chặt thử cái này vừa ăn không? Vừa ăn chơi nguyên quậy xuống luôn. Có con dao sẵn không? Hơi non. Mày dán cháo à? Ấy quá, không ngọt là không ngon. Ê, cái dừa đấy ngọt rồi. Được rồi ba, được, ngọt ngay à. Ngọt rồi. Lấy giọng cá lóc đựng lấy lộn giọng gắn của ông Sáu. Đâu, ông người lãnh đạo. Đó, hai mùng đó anh Thắng. Bự chưa? Sáng ông Sáu cho ăn là anh thấy à. Cá còn nhỏ. Sáng này ri rồi. Ê, lắng ri cá hả? Ri cá, con chừng nửa ký à. Kìa, nó bò lên, nó nằm trên kia kìa. Ừ, thấy không? Đó. Nằm nó cũng lên, nó đỏ, hai cá lóc. Hai cá lóc, anh Thắng với chị Long rất là thích ăn cá lóc. Vừa ăn cá này, cá anh Nguyễn câu ấy nè, ăn cá này ký mốt ký hai vậy thì chú sẽ làm. Rồi hôm nay là để đón tiếp anh Thắng với chị Long thì mình có một số món như sau cả nhà. Đây chuột nướng chao, còn này là ghẹ này anh chị mua. Còn bên đây cặp cá lóc này mình sẽ hấp bầu, cá lóc hấp bầu, cá lóc hấp bầu kèm thêm nấm rơm nữa. Rồi út ớt được rồi, cho thấm nướng chao cho chuột này, toàn chuột béo ú không, cho tỏi hành tím ớt vô. Chào vô. Chào này là con pha sẵn nè. Này thì mình đánh chao cho môn nữa nè. Với lại tương ớt, với ít bột ngọt, với miếng dầu ăn. Mà cô chú anh chị mình không sử dụng tương ớt thì mình có thể dùng sa tế cũng được. Nó còn viết được cái trời. Bỏ uống vô ba. Cá lóc hấp bầu là một món, chuột nướng chao là một món. Rồi ghẹ này không biết làm gì ta. Ghẹ này chắc con hồi hấp bia quá, hấp nước dừa vậy đó. Chuột này mấy là mấy đứa cháu đi săn bắt ra nhà, đi đất hơi nó chắc á. Mình để dặn
ức này để chừng 50 phút gì ha, cho nó thấm cái miếng ăn đựng cái miếng nó ngon. Trời, để nó thấm. Mới ướp mà thơm à. Rồi, mình đợi than nướng chuột, còn bây giờ tiếp theo sẽ là món của ông Sáu, cá lóc hấp bầu. Món này vắng trên kênh mình cũng lâu lắm mà bữa nay mới xuất hiện lại. Thực đơn này là anh với chị yêu cầu trước, cho nên là mình chuẩn bị trước đó cả nhà. Tới nữa rồi đó. Cá tra nó quậy dữ lắm. Anh tháng nãy anh câu được 5 con cá rô cả nhà. Còn chút xíu nữa mình sẽ làm cho anh nồi cá rô kho nữa. Bột thì non ha. Ngọt lắm mà. Vậy. Chụp hình nó vậy. Chụp hình nó chụp cho. Ghẹ này là mua chắc lúc mua chắc nó còn sống anh Thắng ơi. Còn sống. Ngon quá. Đi xa rồi. Đi xa phải. Đây là gây mê hết rồi. Ghẹ này là như kẹn gì là xe bự rồi đó cả nhà. Cái kẹn nó bự với trời. Thì xanh. Miếng nhỏ miếng lớn không đều. Nước mắm sao luôn. Mà hành tím. Bột ngọt, hạt nêm, tiêu, hành tím. Rồi cái gốc đây đó. Nước mắm gì? Này bà có đổ nước vô nồi hấp không vậy? Có. Khuấy nhiều lên. Rồi mình dưới ướp nó vô. Chiều nay hay có gió hay im nghe bà. Sợ đứng gió mà. Đứng gió có bà sẽ còn không chừng. Vậy làm gì anh Thắng? Hấp bia ha. Ừ. Ướp cá đi, gia vị đầy đủ rồi. Đó, vũ khí của con mới mua đó. Nghe chưa? Giúp gì? Út. Chưa, để ông Sáu lấy cá lên hấp cho mình nghe mình nướng. Như nước mắm nó sợ thiếu quá ba. Đâu mà thiếu nè. Sợ nó lạc á. Chẳng phải lạc thì mình chấm chứ lỡ mặn cái lấy ra không được. Nay ông cháu đi tháng về trang trí đẹp hay sao các bạn? Gì? Út rủ anh Thắng ra nướng rồi ra đi, hồi con ra. Kìa, cái thao chuột đó, hai người ra nướng trước rồi từ từ đi. Nướng nó hơi lâu hơn món này đó ngờ. Mọi người đang đi nướng chuột. Hấp bầu. Ôi còn nấm rơm nữa quên, trời ơi. Để hiếu vô đi cho nó chín thôi, ra nước ngọt này. Đó, đó. Nấm rơm. Này con cố tình mua nấm tròn. Nghe không? Nước đang sôi ục ục. Rồi lấy cái nồi này hấp vậy. Đẩy nước lại. Hết dĩ không Út? Dĩ hết chuột không? Rồi chảy thơm. Thơm ghê thiệt chứ.
đứng bình thường đi, người ta quấy đâu, người ta quay cái né cái gì. Khổ ghê. Ở chổng mà ông Sáu hấp cá lóc mà nghe thơm mùi chuột nướng không mà trời. Cao thơm. Ngon. Thất bại. Cái gì nữa? Thất bại. Tưởng đâu nghe thất bại chứ. Ủa Út làm gì mà hả anh Thắng với chị Loan cứ đứng chỗ này hoài. Thơm, nó thơm quá. Nãy chị Loan vô, chị Loan nói với con vậy biết không Út? Trời ơi, dữ lắm ngoại rồi. Dữ lắm ngoại không biết vụ gì. Thì ra là chuột, nó vàng rồi. Này chín rồi đó. Cho nó khô lại nữa là được. Mà nướng chỗ nó khô lại nó mới ngon. Mẹ mà ông Thắng không nướng. Được. Ê, dạ, nướng ngon lắm đấy chứ. Ăn que không được thôi, chính rồi. Con ghẹ đó còn sống. Chào cả nhà. Con ghẹ còn sống, nửa thùng. Được. Phải gì á? Ý là anh ăn con ghẹ đó, anh uống nửa thùng bia. Dạ. Anh không ăn gì thêm nữa trơn, chuột bọ rồi, cá lóc nó hấp vậy. Có đâu. Đâu. Ok. Có vụ. Dạ. Không có vụ đó đâu. Nhạn. Lắm. Cái này là món sau thôi, ghẹ là món sau thôi. Dốt luôn. Mới lấp 4 cái lận. Hình bữa nay gió là chắc không hợp. Hy vọng. Gió này nó không có gì. Mấy con côn trùng á. À. Ủa, Việt Nam này có anh Thắng, cái này không có con gì mà sống nổi được. Ừ. Được không? Đứng gió lại. Chị... khóc không. Con cọp còn chết nữa dừng nữa. Thôi rồi chết lần 24 rồi 48 con, 24 con, 48 con rồi 36 con vậy gì không phải 7 48 rồi tới nhiêu 72 mà lên 96 mà căng làm ăn được lắm xong rồi thay ra một cái dưới này hai cái thôi rồi nhiều giờ tươm mãi giờ đó cột cái này đang tươm mãi rồi mới đầu chứ chưa tươm cấp này giáo là nó tươm mãi thật nó ra ăn chuột béo nướng lúc nào nó nhìn nó thấy nó cuốn nước không khô được. À, cái này mà xé ra mà ăn cái nướng chao là số một. Nướng chao là ngon nhất trên đời. Cá lóc. Quên nữa mình chưa có rau sống á nghe Giang. Hôm bữa nướng khèo non cũng ngon. Khèo non ướp chao á. Đúng rồi, trời ơi. Thôi còn gì anh nói nữa không? Đó nướng được thì đụng gậy vô nè, khô rồi. À, trong sống hửi nè. Thơm hơn chuột luôn á. Ừ. Chứ. Thơm thiệt chứ. Thơm hơn sao ịn vô mặt. Vậy là chắc giờ. Nguyên vô mặt luôn dài dính luôn mũi rồi nha. Nóng không? Thơm. Nó mới cỏ ngắn à. Vậy đi kiếm mớ rau sống nữa là mình chuẩn bị được rồi cả nhà ơi. Giang nãy giờ chưa có công gàng Giang ha. Cắt rau sống nha. Rau trong vườn mình á. Mỗi thứ hai lá gom lại là đủ đó. Một dĩa chào bá luôn á. Cái món cá hấp mình chín luôn rồi đó cả nhà. Nãy giờ mình lấy ra để mình hấp ghẹ luôn. Để mình cho thêm một ít hành với ngò lên nữa là mình đem xuống mình thưởng thức. Dê côn trùng. Côn trùng quá trời luôn rồi. Bắn công. Đúng không? Đúng không? Đứng lên. Quá trời. 7 giờ mấy luôn cả nhà. Đây, tiệc tối của team Bông Lúa Đồng Tháp với anh Thắng, chị Loan. Hôm nay rất là vui mừng khi anh chị quay trở lại thăm gia đình mình. Thì mình có làm mấy món nha. Hồi nãy là này là cá lóc hấp bầu cả nhà. Món ăn của ông Sáu. Có nấm rơm. Rồi ghé qua đây là chuột nướng chao. Chuột nướng chao này là nướng theo phiên bản của chị Loan đó. Chị Loan chỉ kêu nướng thật chín thật khô. Bên đây là ghẹ luộc nước dừa. Rồi xong ba món. Một bàn đẹp thiệt là đẹp. Ơi là đẹp. Còn thiếu một con nữa. Còn cái gì? Con cọp. Cọp lên cọp. Lên cọp. Cọp lên cọp liền. Còn chảo cá kho tiêu nữa. Thứ hai. Phiên bản giới hạn. Là sao? Nó ai biết.
phiên bản với lại ăn hùng hang hang rồi sao hang không nghe bốn người nó nói vậy á, chưa có gì đâu, không biết sao luôn á, cũng 24 lần rồi chứ. Cho băng keo dưới luôn cho nó dính vô luôn đi. À, anh đang cúng Facebook trước. Rồi mời ngồi anh chị, hãy lựa chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lý. Bên này nè. Ngồi kế được không? Thêm món thêm món. Món này cho chị ăn cơm. Trời ơi. Yeah. Kêu rồi Lon ơi. Lon ơi, em ăn cơm với chị em không quay phim luôn. Yeah. Sao chị thấy sao chị? Sao hấp dẫn? Cá chồng chị câu đó chị. Cá gần bằng bả luôn. Nhìn bàn tay của mình hấp dẫn quá. Nó gần bằng em. Dạ, xin mời cả nhà thưởng thức bữa tiệc tối cùng gia đình Lúa Đồng Tháp với anh Thắng với chị Loan. Anh với chị là đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Đây bạn. Nè nè nè. Nấu cơm, đó. Nấu cơm bằng gạo đỏ. Chị bới cơm đi chị. Để vậy ha. Tại em sợ chị đói bụng nè. Gạo đỏ. Gạo đỏ cả nha. Gạo đỏ ngoài Bắc Nam Nam cho nè. Bắc Nam. Hai công là được 5 bao. Trời ơi. Cái ghê vậy. 8 bao. 8 bao. Tám bao. Tám hàng năm bữa đó nói nghe không đẹp. Từ để dưới. Ôi, bàn tiệc của mình hấp dẫn lắm. Ừ, đất đai đây ông tạm địa à, ăn cái gì ăn uống mua nhộn nhộn chứ để dưới nó đời để dưới nó chở đường này sóc chở đường vòng quá nhau xin mời cả nhà mình rồi rồi vô quá rồi vui mừng chào đón anh Thắng chị Loan 2 3 vô mời cả nhà. Mời cả nhà. Được cái con mà mình nướng cho cốc chủ nè. Cốc chủ. Con này tặng cho cốc chủ nè. Con ghẹ nướng. Con ghẹ nướng nè. Mình đẻ ra người thưởng thức miếng chứ. Ôi, cái này tặng riêng cho cốc chủ. Không, cái con này con nướng. Nướng riêng cái này con nướng. Ừ. Con nướng cho cốc chủ. Chín. Chín chị. Bác ơi, con nó tàn tiệt. Không ăn thứ gì nữa được. Rồi. Mời ba, mời Út, mời anh chị, mời anh Nguyễn, mời Giang thưởng thức nè. Vô. Vô tháng 2, vô chuột nướng tháng 2. Rồi mời cả nhà chuột nướng lùm miếng cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà, mời cả nhà mình chuột ghẹ luôn. Chuột nướng chao tí con ra tí con ghẹ ta. Dạ ra. Mẹ đang nướng bánh hết chút xíu mẹ xuống nướng bánh cho chị á, mẹ ngồi chút xíu đi tại sợ hết than. Mẹ nướng xong mẹ xuống à. Vợ Giang nữa nè ngon. Dạ cái này chấm muối ớt xanh hả? Đó. Anh ăn thử coi nó vừa ăn chưa đó hả? Ướp chao mà. Ướp chao em ướp là đậm đà đó. Ướp chao vừa ăn. Mình làm ghẹ đi. Ừ. Ừ. Thôi đi. Để con đó vô nó tàn tiệt nữa đó nghe, để đậy chén lại. Con đó nửa thùng đó anh ơi. Đây. Ghẹ nướng nè cả nhà ơi. Mời cả nhà ngon. Thịt nè. À, thịt nướng chín luôn nha. Ê cắn xích khúc rồi đó. Lăn vô đây cái này vô cả nhà ơi. Ông nướng mà nó vừa thôi, nó vừa tới vậy là nó mà nó không khô đâu, mình ăn không được cái que thôi. Sao chị vừa ăn không chị? Vừa ăn em. Này chị... ủa cái chuột nướng chao nó uống bia được không má? Trời ơi, nói gì nữa? Nói gì nữa là cái sao? Món này là cái món vô. Của anh 2 3 vô. Là dặn trước tự order rồi. Đó tự order món cả nhà, tự order cá lóc hấp bầu rồi chuột nướng chao ghẻ là tăng tiếp thôi phải em mốt mình ghẻ mà mình nướng như kiểu mình nướng cua vậy đó đó. Ừ. Không ai nướng mà cái que nó cháy hết à. Cái que nó ăn không được thôi nhưng mà thịt nó còn nó chín nè. Phải chấm anh ha. Ừ. Nó lạc hay sao? Không, vừa ăn thì chấm thêm cái muối ớt nó chấm thêm phần thơm không? Rau này cũng... mình chia cho anh ơi. Muốn anh ăn ơi. Không rồi. Trời, con mỏi vậy. Từ từ, quá trời, nhẹ bự. Chúng mới xin lại cặn. À không, ý là mình chúng mới chia cho Út không, chúng mới xin lại nữa cặn. Trời ơi, vậy đó. Vậy là nhìn ngon ghê luôn, thịt quá trời luôn. Em ăn hết thùng không? Chắc.
chắc ghê luôn, chắc thật. Đăn nhẹ vô đánh nó thơm. Này là anh mua chắc ngoài hướng Long Sơn đó. Phải không? Ở Bà Rịa, ở Phú Mỹ. Phú Mỹ. Còn gì đó, chơi đâu mất. Rồi, ừ. Nắng sẽ thưởng thức cái cá lóc thấp bò. Đợi đừng cái trắng. Trắng nhẹ nhẹ. Nó phải đứt ra. Nguyên luôn. Từ từ. Còn đó. Đỡ tiếp anh Nguyện ơi. Đó. Rồi, ok. Nước, các cái nước nữa mới được. Chưa, cái này đã. Ừ, đó, lụm đi. Ê, cái này cho dọn nè. Đọc tiếp. Không có thì ba cứ ấy nó đi, cứ để nó đi, rồi mình làm đây trai. Để lên vậy sao đó ba. Đọc tiếp đi. Cái gì? Mập lắm. Cái này là phải vô nước mắm trong. Hết hồn. Này là chắc không. Ừ, này nè. Đúng rồi. Rồi, vô. Chúc mừng món mới. Vô. Mấy vô. À? Vô. Hả? Chà bà coi còn nhiêu vô được chứ. Đâu mà cạn à. Gì á? Gì mà sao xuống lon rồi hả? Đâu mà xuống này nè, con này nhóc mà. Mình để dưới cho nó trống chỗ. Tại cái con ghẹ nó bự quá, chặt chỗ. Con ghẹ để cho đây nó bung qua tức rồi. Rồi, muốn vô rồi, cái thưởng thức món cá lóc thấp đầu thử rồi. Mình để trên chặt chỗ à. Béo ngon quá. Thôi. Sáu lớp vừa ăn không? Vừa. Có hơi đấy thì mình chấm nhẹ cái lụm. Chấm vừa nữa mới ngon. Được. Được. Lụm nữa rồi. Lụm nữa rồi. Hôm nay ta lại xay nữa rồi. Xay nữa rồi. Ôi, chịu có lấy chai son về chưa? Chưa. Rồi lấy son đâu tắm. Mẹ bánh. Xà bông. Ông hết xà bông ông đi mua. Xà bông. Cũng còn cù lẫn miếng chứ. Giết, cũng giết. Súc chai đúng rồi, súc chai. Xả nước vô chai sụp. Chứ sao vậy? Không bị hoại vậy. Nó thơm thôi chứ mà nếu nó mà khô, nó hấp á là nó mới ngọt. Con ghẹ nó mới ngọt. Mà nước nó thơm. Nước thơm. Thơm thôi. Nhưng mà tôi giữ nước nó. Nướng thơm. Nước thơm. Rồi cái nhà còn ghẹ. Cụng cái sao? Cụng kìa. Cụng. Giờ cụng cái màu vậy? Cái nào? Cụng cái ly đi. Cụng giờ mình bây giờ cụng cầm hết cụng chuột. Vô nè. Cụng cái này đi. Vô. Giờ tao gấp chuột sao? Trời ơi, nội ăn bầu với cái này không có cái muỗng múc rồi, muỗng múc mới được rồi. Muỗng múc mới nhiều. Muỗng múc mới dính bầu, dính bí luôn. Bầu ngon cháu ơi. Chị Long, hai cá lóc hấp đi chị Long. Nè, vậy được rồi, chi chi nhiều nữa. À. Đó. Cái con này nó vô đầy hết. Hết rồi. Dính đầy người hết rồi. Giờ là bớt hả? Bớt. Giờ thầy em đá vậy. Ủa, Phượng nước cá hấp luôn nữa. Cá đi, gấp cá ra. Hết chưa? Chọn miếng nước nữa gì cũng mới được. Dưới miếng nước mắm vô nha. Cầm anh. Ớt nhóc nó sáng. Rồi, vô luôn. Một chén. Đây nè. Cái cá thì chị. Nguyên khúc luôn. Có mấy cái nấm rơm này vô dọn sực sực nó ngon. Chứ có nhiều ngon lắm. Ăn đi. Ít thôi hoài. Ăn đi đâu. Chứ có nhiều đâu mà. Không, đợt này chị Loan quá xuống đây bán giống như là sụt ký rồi chị Loan. Sụt ký hơn đợt trước á. Ừ, đúng rồi. Chị ăn, dạo này ăn ít lắm. Sao vậy, ăn không được hay sao? Hay là chị sợ tăng cân? Ăn không được ấy chứ. Chị ăn nãy giờ chị thấy ngon vậy không? Ăn ngon chứ, nhưng mà ăn ít lắm. Ngủ cũng được. Ăn nó sụt á. Bầu mới nó ngọt làm sao đâu. Chị anh hải chị dân xuống tới. Không, mình... gia đình mình làm thì chắc chắn là nó hợp cái khẩu vị của mình rồi. Còn quan trọng là anh với chị thôi. Không. Anh xuống đây bao nhiêu lần rồi anh hợp cái khẩu vị đây. Dạ. Chỗ khác anh ăn được. Ngọt quá. Dạ em ở đây là ăn là ít đường. Với lại anh xuống đây dặn làm vậy là ok rồi. Như cá hấp đó là ông Sáu không có bỏ đường đó. Rồi tự bầu bí nó ra ngọt dạ. Rồi. Chuột nướng thì chỉ có chao tương ớt này nọ thôi chứ cũng không có đường. Cá kho này chắc có đường nè. Cá kho này là có đường mà ít chứ thôi chứ cũng không có nhiều đâu. Hả? Dạ cả nhà. Chị ấy đâu? Chị Dân đâu? Chị không có đi. Kỳ á? Rồi. Ngồi bên đó luôn. Ngồi đây nè. Mà cho em nè. Đang làm thì cơm ấy. Rồi.
thì ba cây hết chưa? Rồi, định vô hay bỏ ngoài? Ba, hồi đợt trước anh Thắng với chị Loan về đợt trước là có cái phòng ở trên đó, em làm cái phòng trên đó chưa ta? Có rồi, có rồi đúng không? Có rồi chứ, hai lần có rồi sao chứ? Hai lần có rồi. Giờ tính xây phòng nữa thì sao vậy? Không, một phòng đó đủ rồi, tại vì đúng rồi, một phòng được rồi ha. Trời ơi, cái gì chịu nổi. Cái gì dữ vậy? Bầu mấy cái bầu đó là làm. Ai chung với cái đó. Có nha. Bầu này mua mà chợ. Thì cả như mấy hái đi vậy trời. Vậy cô chú anh chị nó còn nói xạo sao? Nói gì đâu. Mà bầu cho bọn nó non. Để cho những trùng nó. Non lắm rồi. Phải ngọt. Con có để thêm ít nấm rương. Cũng mình đang qua bị cắn. Cá lóc ra nước ngọt, bầu ra nước ngọt. Thêm 5 nấm rương. 30 điểm. Chúc mừng ông Sáu đã thành công trong món cá lóc hấp bầu vô. Nhà trái ớt nữa. Ở cả. Bốn trái có ai trong nhà trên đầu đâu. Đâu ớt xanh ngoài kìa nha. Đây nè, hãy để chú ý ăn cá lóc hấp bầu sao đó. Vô mời đi. Hai trường hóa xưa. Giờ là mọi người tới văn nghệ rồi cả nhà. Ngày xưa anh đã một kỷ niệm tuy đã tan đũ tâm tư vẫn dần dào. Năm xưa anh lối này giờ thương duyên đi tàn cây năm trước anh đi vô lại hãy chơi nói hãy chơi nói để em đợi vô lắm anh ra đi rồi mình mẹ lớn tập với nhau hàng trăm đứa em gái trời ơi đời nhai kiếm chồng nào thì có hảo hơn chưa đợi đợi không đợi 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 không đợi 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 đây là chương trình văn nghệ nha cả nhà. Tôi thương vợ tôi những ngày đứng đâu cũng chờ. Cầu thương vợ tôi tiếng tình nghe thắm huyền ngoài. Tôi thương vợ tôi không ngày đứng đâu cũng chờ. Cầu thương vợ tôi tiếng tình nghe thắm huyền ngoài. Tôi thương vợ tôi những ngày đứng đâu giang nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dạt dào không ông mang dấu xanh không đua đòi ra đấng nhà cao khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung ăn kiếp cha qua bao nhiêu năm dấu có nghèo như tình càng sâu hay quá bà mười đĩa quán nửa khuya đúng không? Băng cổ quán nửa khuya. Băng cổ. Không cả nha, cái tivi của mình nó không có hỗ trợ giọng nói, bấm từ từ cả nhà ơi, bấm từ từ mới được, nó không có hỗ trợ giọng nói. Có gì ổng phụ sáu mời chứ có gì đâu. Đúng rồi, chú hát cũng được mà. Hát xuống cái chả làm cái hành luôn. Cái này mỏng lắm. Chân vô, đừng vô. Út có nhìn thấy chỉ không Út? Quán chưa có phải không? Cái gì qua cơn mê gì đó không? Mắm chú qua mà. Quán chưa có nữa hả? Có. Có được rồi hả? Em nợ nữa. Bà nói gì nói nha. Có chờ nè. 6, 5 giờ là con dậy đó. Con đâu khuya đã ngủ. 6. Rồi, 5 giờ là con dậy nha. Qua cà phê nha. Bà hát Tông Minh Cảnh phải không? Tông Minh Cảnh với Trọng Hữu ha. Sau đây là ca khúc Quán Nửa Khuya Tân Cổ cả nhà, phần trình bày của ông Sáu Tân Công Xính và anh Thắng Bà Rịa Vũng Tàu. Hay quá anh ơi, vô cái này. Ai vô. Vô luôn hả? Vô luôn này, hát lối anh ơi, lối á. Quán sao?
quang giữa phía nhà gió lạnh mồ hôi sương. Trăng trở nỗi buồn đi hương, anh đi qua mấy đoạn trường, nhìn non nước điêu tàn, dẫm dài buồn đau vương chiến tranh, trăng cuối tre cách nhanh mạnh tình xưa. Người xa người bàn bãi hay vậy đưa mây rượu cây lắng xây tên hồ. Hơi độc quyền, hơi độc quyền. Tên sao? Tôi người giữa cách cô đơn dừng lại quán khuya giữa cánh buồn hiu hắt. Mình mắt nhìn quanh xa 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 mờ mịt lặng về phía hoa vàng. Đã nói phụ sáu đâu mà tăng tăng. Cái này là phụ sáu thôi nha. Chén rượu từ ly theo ánh lửa rơi đầy. Mang tâm sự của kiếp giang hồ lẫn đông. Nửa cuộc đời dây buồn nói sâu riêng. Có phải anh sầu vì quê hương đất nước đã trải qua bao mùa chiến chiến đau thương. Máu nào những đó áo dây cho trường sơn quặng đau tình sông núi. Phan qua cho chú Út đi hát. Phan qua cho chú Út đi. Dạ. Chứ không? Dạ. Rồi Út sao hát đi. Anh Thắng đã cố gắng hết sức rồi. Đã cố gắng hết sức rồi đó. Anh Thắng anh chuyên hát nhạc trẻ thôi. Lấy hơi, lấy vô cái lấy hơi. Này Út á. Anh đã từng xuôi ngược quê qua những dòng sông đầy nước lộ, có dừng chân bên những quán trọ tàn kia lối đèn. Cái khúc này là Trọng Hữu hát đúng không ba? Cái câu của ba là của chú Bình Đảnh, còn này là của chú Trọng Hữu. Tôi đã thiêu bạc năm tháng trên khắp nẻo đường trần, thương cả đã cố gắng hết sức. Nhớ bạc chỉ qua cho chú rước bờ tre. Anh có về qua miền Trung nghèo khổ, mưa Trường Sơn sôi sục suốt mùa đông. Từ chinh chiến cắt ngang trời quê cũ, đêm lớn nghèo tắt liền các chiều xưa. Quá tuyệt vời. Hay lắm. Hay quá rồi. Giờ mọi người vô cái nữa đi rồi hẳn kết thúc clip ở đây cả nhà. Giờ ok. Anh Nguyện ảnh không khỏe anh cũng về sớm, Giang cái tay nó đau cũng lên sớm mà giờ còn lại 4 người. 2 3. À, chương trình văn nghệ thì vẫn còn nhưng mà clip thì cũng đã dài rồi cả nhà. Hẳn kết thúc clip ở đây. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Hẹn cả nhà clip ngày mai, cả nhà đón xem anh Thắng với chị Loan sẽ trải nghiệm cái gì nữa nha cả nhà. Xin chào, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chị Loan đâu rồi? Đây, bây giờ mọi người cứ lay ra ngồi nói chuyện thôi. Ngày mai chắc chắn là sẽ cho anh với chị trải nghiệm. Ngon nè. Anh Thắng cái đó là nhà làm á. À, nhà của bác Út ở Tiền Giang nhà làm luôn. Thì chứ dạ. Mình không phải là à, mua đó. Bánh tráng này ngon nè. Chín chắc rồi. Nước nữa rồi, nãy em cắt cho ít đem về để dành chiên cũng được nữa, chiên hoặc nướng. Đây của Út Hoàng nè. Của Út á. Bánh tráng của Út Hoàng nè. Ở Tiền Giang. Út ơi, bánh tráng có người khen ngon nha Út. Không biết ngày mai Út lên chưa ta, có lên gọi Út lên chơi. Không, bữa ăn lên nè. Ổng vui lắm.